Kính mời quý thính giả nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Santa Cruz, California, Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 10 năm 1989, bài thuyết giảng với chủ đề Tìm Thượng Đế Bên Trong. Okay, so I make into languages, so we all concentrate better. Is that all right? Yes. For the sake of all the people, This is how we should worship and remember the God or Buddha within us. Như vậy là mình mỗi ngày làm như thế nào? Mình làm như thế tức là mỗi ngày mình nhớ tưởng tới trời Phật. Tại vì như thế này, trời Phật thì ở trong ta, nhưng mà nếu mình không nhớ thì mình là phàm phu. Mà nhớ đến trời Phật là mình là thánh nhân. Như vậy thôi. Cái câu chuyện mà cô vừa kể ra đó, để cho chúng ta biết rằng trời Phật không có cần mình phải đi tu, hoặc là không cần mình tối ngày phải nhớ niệm tới các ngài. Nhưng mà nhớ niệm chỉ dầu là một phút thôi, trong cái thời gian bận rộn của mình mà mình cố gắng mình nhớ tưởng tới trời Phật một chút định, cái đó là rất là to lớn. Cũng như mình có tiền nhiều, mình cho 100.000, mà mình có tiền ít, mình cho 10.000. Cái 10.000 nó với 100.000, nhiều khi nó còn hơn cái 100.000 đó nữa. So I just say the story just offers us the conclusion is that it's not how much you remember God or how long, it is how sincere. It is just like we have a lot of money and we can offer $100,000 and someone, but without any sincerity, because we take it for granted that we have a lot of money. So $100,000 means nothing to that billionaires. Whereas someone else who hasn't much money, but with sincerity and wanting to help, very devoted heart, donate about $10,000, and that is more valuable. Therefore, the story indicates that we should always remember God or Buddha within us in any circumstances. Of course, the nuns and monks should be more devoted and sincere in their effort. But the lay people, even in such a busy schedule of daily struggle for living, if we could remember God once a while, that is very valuable. And I assure you, through God's message, that whoever remember God, even just for a while, especially when you leave this world, when the time when we leave this world, when we die, if we could remember God or Buddha, we will ascend to heaven. That is God's or Buddha's promise. Trời Phật có cho cô biết rằng những người nào mà nhớ tưởng tới trời Phật dù là chỉ một thời gian ngắn thôi, nhất là trong cái thời gian mà mình từ bỏ cõi đời đó, nếu mà nhớ tưởng tới trời Phật, cầu nguyện rất là thành khẩn, thì thế nào cũng được vãng sanh. Vãng sanh nghĩa là đi cực lạc đó, đi cái nơi mà rất là sung sướng đó, không có bị đau khổ như cái cõi đời này. Hoặc là mình người Thiên Chúa giáo mình kêu là thiên đàng, thiên quốc, Phật giáo mình kêu niết bàn, hoặc là Tây phương cực lạc. Mỗi cái nơi họ nói dùng một tiếng khác vậy thôi. Cũng như cái này mình kêu bông rồi bên nó kêu flower mà. So Nirvana or the kingdom of God is denoting similar things. It's just different countries use different names for it. Therefore, I find no difficulty in worshiping God and Buddha at the same time. And then after we worshiping God and Buddha sincerely, for sometimes we identify ourselves with this God or Buddha, and then we become one. Then we become great. That's how Buddha became great. That's how Jesus became great. That's how Krishna, etc., become great. The secret is so simple, and everyone could do it.
Nếu mà mình nhớ tưởng tới trời Phật hoài hoài như vậy đó, thì có một ngày nào đó, rất là thành khẩn đó, có một ngày nào đó mình sẽ tự cảm thấy mình với trời Phật là đồng nhất thể. Đồng nhất thể rồi mình sẽ biến thành rất là vĩ đại, như là Phật, như là Chúa vậy, hoặc là những vị thánh nhân khác vậy. Đó là cái bí mật để trở thành Phật hoặc là trở thành Giêsu, Chúa Kitô. Some of you have heard the story of Sri Ramakrishna in India, yes? Now I don't talk about Buddha and Jesus anymore, lest you think I want to convert you into Christianity or Buddhism, since my childhood is embedded in these two. No, I do not want. All of you are already Buddhist. All of you are already Christian. Born Christian. There's no need to be born again Christian. You are born Christian. Yes, you're born in Christ's power. You're born from Christ's power. So no need to be born again. Just stay where you are and remember how great you are. Thank you for cooperation. Sư cô mới vừa nói là bây giờ cô bắt đầu muốn nói một vài câu chuyện về cái đạo của đạo Ấn Độ đó. Nếu mà nói Chúa với nói Phật hoài thì sợ đâu mấy người này tưởng cô phải bắt mấy người đi theo đạo Phật hoặc là theo đạo Chúa. Bởi vì nghe nói cô sinh ra trong gia đình một bên Chúa bên Phật đó. Thì nó cô sợ tưởng đâu quý vị bắt cứ đi theo đạo Phật hoặc đạo Chúa. Cô nói khỏi cần. Mình sinh ra đã là Thiên Chúa giáo rồi. Mình sinh ra đã là Phật giáo rồi. Mình sinh ra trong cái Phật tâm mà. Từ cái Phật tâm mình sinh ra. Từ Thiên Chúa mình sinh ra. Thì mình nói là con cái của Thiên Chúa, con cái của Phật rồi. Cần gì phải nói phải tái sinh làm Phật, tái sinh làm con của Chúa nữa. Cho nên mấy người đó thích, mấy người đó cười. Việt Nam mình không cười ha. Ok. Now, Sri Ramakrishna is first is a Brahmin. Cái ông Ramakrishna là một người rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Ông sinh ra ở trong cái đạo Phạm á, Phạm Thiên á, là một người Phạm Thiên. He had no teacher for the beginning. Ngài không có một ông thầy nào dạy hết á. Cái lúc mà bắt đầu đó, không có thầy nào dạy hết. Ngài đi vô trong cái chùa đó, chùa của đạo đạo Ấn Độ đó, rồi ngài lại mấy cái tượng đó, tượng có Phật của người ta đó, Phật của đạo người ta lại. So every day he went to temple and worshiped the Kali, Kali mother of the Hinduism. Kali in Hinduism symbolized destruction and fears and negativity, etc. But he worshiped her all along. And the Indian people worshiped her also. He worshiped her to the sincere and blind faith extent until one day the mother appeared to him and taught him many things and made him holy. Then after that, he became wiser and he knows more and he understood everything in the universe. Sau khi mà đã lạy những vị Phật đó lại rất là thành kính, mà một vị thánh nữ thần ở bên đó, nữ Phật ở bên đó là tượng trưng cho cái sự sự chế chóc đó, sự phá hoại đó. Nhưng mà người Ấn Độ họ không có phân biệt à, phá hoại và là tạo hóa thì họ cũng thờ hết. Rồi cái ông này ông rất là thành tâm, cái lòng ông rất là thanh bạch đó. Cho nên mặc dầu thờ cái vị như vậy đó mà thờ thành tâm rồi. Có một ngày cái vị thần đó là vị Phật đó hoặc là thánh đó hiện ra để dạy dỗ ngài và làm cho ngài trở thành thánh nhân. Rồi sau đó từ từ ngài hiểu rõ tất cả những bí mật trong cõi đời, thành thánh đó, thành Phật đó. So he became also one of our modern saints, which is very famous. I think most of you would have heard of him, no? Yes? He passed away long ago, but his fame is still very prominent. Yeah. You know, yeah? Yes, it's good. So he didn't even have a teacher. And due to his own sincerity, he knew God. He was faced with God. He was, so to say, in contact with God face to face.
So now, if we all can do that, that is fine. But there are some people who could not. If the people who could not do it by themselves, we have other chance. We could go to those who already have vision of God, already have contact with God, and then ask them for some boon, some help, some grace. Những người nào mà lạy Phật, mà bái Phật, mà được Phật chiếu cố rồi đó, được giáp mặt với Phật hoặc là được thành Phật rồi thì rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà đại đa số phần đông không có được cái may mắn như vậy, hoặc là không được một cách thành khẩn như Ngài. Nhiều khi Ngài có lẽ là đời đời kiếp kiếp tu hành rồi à, cho nên Ngài không cần phải thầy dạy cũng có thể thành Phật được, hoặc là có thể giáp mặt với thần thánh được. Mình đa số người cái tâm tánh còn thô lậu đó, tạp niệm rất nhiều, cho nên không thể nào mà lẽ như vậy. Thì mình còn một cách, mình có thể tìm những người nào mà họ đã được ân điển của trời Phật đó, mình lại mình ngồi với họ, mình giáp mặt với họ, lâu lâu mình đi tới thăm họ một lần, mình để nhờ một chút ân điển của họ, cái vần nó lây qua, nó lây qua. Cũng như mình xức cái dầu thơm á, thì người hàng xóm á, người ngồi gần bên cũng có mùi. Cũng như cái cây gỗ chiên đàn đó, trồng trong một cái rừng, có một hai cây thôi, rồi toàn cái rừng đó nó biến thành gỗ chiên đàn hết. Những cái cây gỗ khác nó cũng có mùi thơm y như mùi chiên đàn vậy. Rất là thần diệu. Có nhiều, có cái cây gỗ chiên đàn như vậy mới kêu là nó rất là quý giá. Bởi vì cái phẩm chất đặc biệt của nó, hiểu không? Có một vài người ở trên thế gian này cũng có những cái phẩm chất đặc biệt như vậy. Như là cái vị mà tu hành đạo Ấn Độ mà cô mới vừa nói đó. Cái ông này ở Ấn Độ rất là nổi tiếng, trên thế giới cũng rất là nổi tiếng. Khi Ngài còn tại thế thì không có gì mà nổi tiếng. Ngài mất rồi đó, vì học trò đó, họ truyền bá ra, bây giờ ai cũng biết Ngài hết. Mới giờ hỏi quý vị đã biết không? Quý vị biết hết. Việt Nam mình có biết không? Biết Ramakrishna không? Có ha, ít nhất cũng có đọc. Qua Mỹ thì thế nào cũng đọc những chuyện đó. Sư cô rất là mừng. Người Việt Nam nào qua được Mỹ hoặc là những nước Âu Mỹ đó, cái trình độ văn hóa, cái sự mà khai, cái tâm của, cái sự học vấn của những cái vấn đề tôn giáo nó rất là khai khoáng, không có bó hẹp. Ở Tàu nó có bó hẹp hơn một chút. I was telling the Vietnamese I was happy that they have, some of them have made it to America or some of the so-called European country. Because in these countries, the educational system, or the, how you say, inter-religions, very broad-minded. People can study all sorts of religions and absorb all kind of ideas and, different school of thinking. Yeah, and that is good. That is good for people. I have found in China, things are much closed up, and the people absorb in themselves only, and very difficult to accept other kind of idea. Yeah, it's very difficult. I was in China for 6 or 7 years. And I have not become famous until recently, about 2 years ago, then I suddenly became famous. I don't know why. It's not that I crave for that, but I was surprised suddenly I became famous after 5 or 6 years. Now that's not the point. I wasn't very surprised until I went to Costa Rica and made a speech the first day, and I became famous immediately, one day. And it took me 6 years in China to make it. 6 years in China, they could not accept the idea of a living master. And one day in Costa Rica, they call me a living God. But
This make no difference to me at all. I was just surprised. How things different from one country to another. Understand? If they call me living God or living ghost, make no difference actually. Because you know your own worth, yeah? You don't depend on other people. Cô nói là mấy người Việt Nam mình đi qua Mỹ đó, cái trình độ mà học vấn và những cái vấn đề tôn giáo nó khai phóng hơn một chút. À, nó kêu bằng gì? Độ lượng á. À, bên Tàu á, nó có vẻ hẹp hòi, nó cái cô động lại trong một cái thứ tư tưởng nhất định thôi. Cho nên cô ở bên Tàu 5-6 năm mà không có nổi tiếng. Không nổi tiếng, đi qua bên Trung Mỹ có một ngày đó, cái họ nổi tiếng liền, báo chí nó viết rầm rầm, nó nói cô là gì, cô là ông thánh sống ha, ông Phật sống ha. Còn ở bên Tàu 5-6 năm mà mở miệng cái học trò nào nói cô là Phật sống nó bị chửi liền. Chửi liền, bị đăng báo chửi liền. Thành ra cô nói rằng đối với cô, người nào kêu cô là Phật sống hoặc là ma sống thì cũng không có ăn nhầm gì ha. Nhưng mà cô rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao từ một cái quốc gia tới một cái quốc gia nó có thay đổi, nó mà nó rất là nó quá là cách xa như vậy hả? Một bên thì chỉ qua một ngày thôi mà chưa có biết mặt mũi gì hết, nói chuyện vài tiếng cứ kêu Phật sống rồi. Còn một bên ở 5-6 năm cần cù lao khổ mà không có được nên nước gì. Thành có nghĩ là những cái nước Âu Mỹ họ có vẻ độ lượng hơn đó, cái trình độ họ khai, cái bằng gì, khai lặng là tiếng Tàu, tiếng Việt nói là gì hả? Khai phóng hả? À, khai phóng ha. Thôi tạm nghe ha, tạm nghe cái tiếng Việt cái này, broken, my broken Vietnamese. So I was happy when I came back to America or in some kind of this open land. Yes, I have a big sign. Feel some kind of relief. But again, I would not abandon China or Taiwan just because of the difficulties I have encountered. I just tell you the differences between the nations. And maybe to congratulate you that you have such an open field, very freedom country, where human lives is valued, and where all religions are free to express their full potentials. Is that right? Can we say that? Yes. À, cô nói là cô đến Mỹ hoặc là những cái nước mà có vẻ tự do, khai phóng đó, nơi mà cái giá trị làm người được tôn trọng đó, và những cái giá trị của tất cả và tất cả những tôn giáo được quyền phát triển tới mức tối đa, sự phụng nhân loại đó, cô cảm thấy rất là dễ thở một chút. Nhưng mà không vì lý do đó cô bỏ bê những người mà ở Đài Loan hoặc là người Tàu và những cái nước có vẻ không có được khai phóng đó. Cô chỉ nói ra để cho những người Mỹ và những thính giả ở đây hiểu để mà mừng cho chính mình, và cô cũng tự mừng cho quý vị được ở trong một cái nước mà tự do như vậy. So we began with God and end with humanity. So we have not ended here actually. I was thinking this morning when I came on the stage before that, oh God, how I'm going to speak to you? Maybe you already know everything. And then it just bore you to repeat repeatedly here again the same thing. But then I had to do it because already appointed today. My disciples are my fellow practitioners have thought that my presence are necessary. Somehow it may be reminded you of your own goodness, of your own potentiality, of your own most high power, and that you do not give up hope. Or if you already are on your way, then please do not forget again. Why do we must remember God so desperately? Because that is the only thing that saves us out of any kind of trouble.
any kind of urgency, any kind of depression, sorrow and pain. If we realize God, nothing can shake us anymore. Nothing can make us fear any longer. We are so secured, so loved, so protected. Now when I say God, please, the Buddhists must understand that I mean the Buddha's nature. Yes? Otherwise, I keep jumping back and forth from Buddha to God. It's my confuse. Bữa nay cô chưa có đến á, cô nói bây giờ mình lên đài mình nói cái gì? Có lẽ là tất cả những thính giả họ đều đã biết rồi. Đều đã biết cái cách làm sao mà tìm ra Phật tâm của mình, làm sao tìm ra cái thiên đường ở bên trong của mình rồi. Cô lên cô còn nói thêm cái gì nữa, sợ người ta chán không? Nhưng mà bây giờ cô không lên thì không được. Bài học trò, những người nước này họ mời mình qua. Qua mình đã nhận lời mình qua rồi. Bây giờ không lên thì cô không được. Nhưng mà cô nghĩ rằng nhiều khi cô lên thì cũng tốt. Nhiều khi nói thêm một lần nữa thì không có sao. Rủi ro như người nào chưa có tìm được cái Phật tánh của mình, chưa tìm được cái thiên đàng của mình thì bắt đầu nhớ lại, đừng có quên. Nếu như đã tìm được rồi hoặc là đang trong con đường tìm kiếm thì đừng có thối bước vậy đó, đừng có quên và nên cảm ơn trời Phật. Tại sao mình phải nhớ đến trời Phật như vậy? Tại vì nếu không nhớ đến trời Phật thì con người của mình rất là cô đơn. Tất cả những thống khổ của trần gian đều đè ép mình tới mức mình chịu không nổi. Nếu nhớ đến trời Phật, nếu có một ngày mình khai ngộ được đó, mình biết được cái Phật tánh của mình, cái thiên đàng, thiên quốc của mình đó, thì không có gì làm đàn ép mình được nữa, không có gì làm cho mình sợ sệt, không có gì làm cho mình phải lùi bước, không có một cái đau khổ, không có một cái trở ngại nào mà động cái lòng của mình được. Cho nên nếu mình muốn sung sướng, mình muốn cảm giác thoải mái, phải luôn tưởng nhớ tới trời Phật, phải luôn nghĩ rằng trời Phật giúp đỡ, bảo hộ mình. Nhưng mà tưởng như vậy nhiều khi nó còn khó. Nếu mình không thấy được tự mắt mình trời là như thế nào, Phật tánh là như thế nào, thì nó nhiều khi nó hơi khó mà không có lung lay đó. Cho nên phải khai ngộ là như vậy, phải tìm ra cái Phật tánh của mình là như vậy, phải mỗi ngày ngồi thiền để mà nghiên cứu cái Phật tánh của mình là như vậy. So, but then it is difficult to believe this God power or have an unshaken conviction about that, about the existence of God or Buddha, if we ourselves have not once or twice or at least often have a glimpse into this existence of the Most High, which we call Godhead or the Buddha nature. Therefore, we sometimes tend to forget or to be shaken out of belief. That's why enlightenment and getting in direct contact with God is still very necessary. Faith is the first step to be in contact with God. But the second and the most important step is still to be in direct contact with God. It is just like we know we have a great treasure our parents left behind for us. But if we haven't seen it, then we could hardly be convinced. And our speech to other people is still very humble. It's still one of those very poor and penniless person, not confident, not noble, not to convince people enough that you have a treasure. Cũng như mình có một cái bảo tàng á, mà mình không có bao giờ thấy được, hoặc là mình không có mở ra mình coi, thì ra nhiều khi mình nói chuyện với người ta đó, cái khẩu khí của mình nó cũng không có được hùng dũng á. Nó tôi có tiền, nhưng mà không có nói cái giọng của người triệu phú. Cái người triệu phú, cái hùng khí của họ khác. Cái người mà có tiền trong tay, cái khẩu khí của họ rất là hùng dũng, nói ra người ta tin liền. Còn cái người giàu mà biết mình có cái tài sản của ông cha để lại,
nhưng mà chưa có thấy được thì cũng không có cái khẩu khí đó, cho nên mình phải thấy được cái tài sản của mình mới dùng được một chút, mình mới lợi ích cho cái thân mình và mình mới có một cái phong độ khác. It's also when we discover the treasure with that our parents left behind for us, not only that we have a very confident nature, phong tu, phong độ, tiếng Anh nói là gì? Attitude. Not that we want only a confident attitude in dealing with others, but that the treasure will profit us, will benefit us in many ways. No good to have a treasure locked behind somewhere and we starve, and we have to work every day for every penny. The same, the treasure, the greatest power, the greatest, the you could not even imagine power that lay within us is lay waiting for us to use. If even just a few people, just a part of people in this world uses this power, then the world become heaven already. But very few people uses this. We see only a handful of people uses this. Buddha, Jesus, Socrates, Socrates, yes, and Krishna, huh? Mohammed, just a few. Yeah, there are some more in modern times, like Sri Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, Paramahansa Yogananda, etc. These great beings, they know how to use their great potential. That's all there is the difference. And we, most people, we do not know how to use it, so we become ordinary and miserable and helpless. Couldn't help ourselves, couldn't help others. So that's the difference. Cái sự mà khác biệt giữa người mình và Phật á, hoặc là những vị rất là vĩ đại đó, là bởi vì họ biết dùng cái Phật tánh của mình, họ biết dùng cái lực lượng á mà trời Phật đã ban cho họ ở trong mình, kêu rằng thiên quốc ở trong mình, hoặc là cái Phật tâm ở trong mình đó, Phật tánh á. Nhưng mà rất tiếc, cô nói rằng nếu mà thế giới này rất nhiều, có một số ít người, một phần của những người thế giới mình mà dùng cái lực lượng đó đó, biết dùng cái lực lượng đó, biết dùng cái trí huệ đó, thì thế giới của mình trở thành thiên đàng lâu rồi, không cần tất cả mọi người phải dùng, chỉ có một ít người dùng là đủ rồi. Nhưng mà rất tiếc là quá ít người dùng tới cái bản năng kỳ diệu bất khả tư nghị của mình. Chỉ có một ít người như là Phật, Chúa, như Ramakrishna, hoặc là những ông thời đại này là Yogananda, Vivekananda, Ramakrishna, vậy đó, vân vân và vân vân. Việt Nam mình cũng có một ít vị thánh, nhưng mà vị Tổ Cao Đài đó, cái lúc mà rất gần đây đó, trước thì có Phật mà, rất gần đây thì có vị Cao Đài, vị gì đó, Huỳnh Phú Sổ, Đức Huỳnh Phú Sổ, hoặc là Đức gì nữa đó, Phật Công Tác hả, vậy đó. Rồi chắc có một lúc gần đây cũng có một ít vị nữa, nhưng mà tôi đi rồi tôi không biết. Còn có ai nữa không? Có ông nào nữa không? Ông Đạo Dừa tốt lắm mà. Đạo Dừa ông thành Phật là hả? À vậy tốt quá, Việt Nam cũng có người thành Phật rất tốt. Nghe nói ông nổi tiếng nè, vậy là tốt, cô rất mừng. Hey, in Vietnam we have also a few living saints. We call him one of the saints is a coconut saint. In the modern time, why did we call him coconut saint? Because he lived on a coconut tree. He doesn't mix with society. He thinks nobody can understand him. Is that right? Yeah. Chắc không có ai hiểu thầy rồi thầy lên ngồi trên cây dừa vậy đó. Chứng tỏ mình cô đơn hả? Đúng là thành đạo rồi rất là cô đơn. Bởi vì người thế gian ít có người thành đạo mà. Là mình nói cái gì ra ít có người hiểu đó.
nếu họ không phỉ báng là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi đó. Thành ra cô ở trên Đài Loan á bị chửi đều đều bị hiểu lầm đều đều à, nhưng mà không sao, mình ở Việt Nam huấn luyện quen rồi, thấy chết chóc còn chưa sợ huống gì mà chửi một hai tiếng ăn nhậu gì chửi như nước đổ lá mô càng chửi mình càng khoan khoái. So that's why our world is still deep in misery and troubles. So I thought if I could share with you a little technique, a little secret that I have learned, that I have mastered, maybe it could help you to use your own greatest power to help yourself, your relatives, friends, and your nation. And greatest of all, help the whole universe. Because I have seen within my eyes, with my own awakened eye, that all the universe, all the beings in the universe are linked together. We are the same essence. We are only one. I have not read it from book only. I have seen this. Therefore, if you think you are still in misery and you think your life has not gone smoothly enough, that God has forsaken you, that you haven't seen God with your own eyes, then please let us help. Let us do that together and you find God. Then you'll be happy as I am, as my fellow practitioners. And this we all try many times, many thousands of people try already. Had no one failed. No one failed with the technique I convey. So I am sure more and more each day that whoever come, have faith and practice with us, even for a few days, even the first day, the great change will take over. If you already have your good techniques, have your good gurus, you already awakened, if you have seen God, then all right, congratulate you. If you haven't, if you doubt, then you may try. And that's all I can say. Cô nói rằng bởi vì cô đã được thấy tận mắt đó, con mắt mà con mắt Phật á, con mắt thiên nhãn đã thấy tận mắt là vạn vật đồng nhất thể. Cô không phải nhìn ở trong kinh sách mà nói ra, nhưng mà cô tự mình đã thấy được. Cho nên cô nghĩ rằng nếu mình giúp đỡ người khác tức là giúp đỡ chính mình, những người khác đau khổ tức là mình đau khổ, tất cả đều có cái sự liên quan lẫn nhau. Cho nên tại vì rất nhiều ngàn vạn học trò của cô đã được tu hành cái phép, đã được chứng đắc được cái sự lợi ích đó. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba là được lợi liền, hoặc là mới mấy ngày, hoặc là ngày thứ nhất được lợi liền, cái tùy theo cái người, cái trình độ của người. Mà không có người nào không được lợi ích hết, không có người nào mà không có giảm bớt sự thống khổ, không có người nào mà không có cái bằng không có khai ngộ đó. Cho nên cô nghĩ cái phép này rất là hay. Nếu mà quý vị nào đã khai ngộ rồi, đã chứng đắc rồi, đã có sự sung sướng nội tâm rồi, thì tôi rất mừng, khỏi cần học, đã có thầy dạy giỏi rồi, có minh sư rồi, và có tự tin rằng mình đã khai ngộ rồi, rất là sung sướng khoái lạc rồi, thì tốt cho những vị đó. Nếu mà chưa có, hoặc là còn nghi ngờ cái Phật tánh của mình, còn thấy thống khổ, còn thấy thiếu thốn cái sự yên ổn nội tâm, chưa có khai ngộ, chưa có thấy ánh sáng và chưa có nghe được cái âm diệu của Phật đó, thì có thể cùng học với chúng tôi để mà mình chia sẻ với nhau những cái giờ phút khoái lạc, giảm bớt những cái đau khổ của đời mình, và có thể cứu giúp chính mình, cứu giúp ông bà cha mẹ đã qua đời, hoặc là tương lai của mình, và cứu giúp non nước của mình, và kêu bằng gì làm cho vũ trụ hòa bình. Cô chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi, tới đây chấm dứt rồi. I'm finished now. I have finished my speech and wait for yours. Thank you very much. Please write down any questions you have and pass them to the right of your rows, and we will entertain your questions now. Yeah.
Thì họ hỏi là tại sao cô không ở nhà mà kêu ở chung với ông chồng á, rồi bắt ông chồng đi tu luôn, rồi hai người đồng tu luôn, tại sao phải bỏ ông mà đi? Cô nói nếu mà có chồng thì cũng được, nhưng mà cái ông chồng đó nhiều khi ông không có cùng chung cái lý tưởng với mình, hiểu không? Họ cho mình đi tu nhưng mà họ còn bắt buộc mình phải làm công việc nội trợ, rồi có con có cái, rồi phải lo cho những người bên ngoại bên nội đó, nhiều khi đâu có thì giờ đâu mà lo cho người khác. Cô thì cô thích lo cho tất cả mọi người chứ không phải một hai người hoặc là một cái gia đình. Hả? Mình có chồng nó khác, không có chồng nó khác. Như như ngày hôm qua cô tối một ngày là ở ở ở hội trường nói chuyện, tối ban đêm về nói chuyện với đồng bào tới 1-2 giờ sáng. Rồi sáng 5 giờ phải dậy ngồi thiền rồi, rồi 8-9 giờ lại đây. Nếu có chồng làm sao được? Phải không? Cô nói có chồng có con cũng có thể khai ngộ được, nhưng mà cái sự sự phụng người khác, phụng sự người khác nó giảm thiểu. Nó giảm thiểu. Thành ra cô chọn con đường đi tu. Cô nói bây giờ đi về thì cũng được, ông chồng không có vợ rồi à, mà tôi cũng không thích đi về thì làm sao, thôi đi tu luôn chứ làm sao giờ. Phải không? À, dịch ngắn ngắn vậy thôi ha. Okay, quick. Okay. True inner renunciation has neither long hair nor a shaved head. Street clothes nor monk robes. No need that. I already explained, please. I am confused about enlightenment. Is enlightenment simply realizing that I am enlightened? No. You have to be enlightened. Enlightened has a significance of its own. Enlightened means light, have light, and light. You have the light within yourself, and when it is enlightened, then you are enlightened. So enlightened means you see the light of God. Yeah? Or you hear the words from God. The words from God is not in human language. It is in different language, the inner voice. Oh. Who is that people so argumentative? Always talking about long hair, short hair. I already told you already. In the beginning of my lecture, no? That's all right to be lay people. And if I want to be monk, it's all right too. And I have just explained to you. And then still argue. Hey. Don't show your low attitude, your low level. Yeah? If it's low, then keep it. Hide it so people don't know. Don't open it to the public. How can my practice of Kuan Yin help alleviate the violence overtaking the world? I ask this because I see history as being increasingly more violent, yes, even though I do meditate already. I ask this maybe because I need more faith and more global evidence of improvement. Thank you. Do you practice Kuan Yin method? Who asked this question? May I ask, please? What kind of method do you practice? Huh? Meditate on breath, on mantra? Therefore, you see, it's better that you devoted to one technique that you like most. Then you get the result quicker in the end, and your faith is more firm. I think at the moment you are still searching. You just try, but you're not sure. And you have not met the technique that bring calm and peace and faith into your heart. So you may try the Kuan Yin technique. It's truly a wonder compared to the others. I dare not say other techniques are not good. No, it just sometimes it's not suitable for you. For me, the Kuan Yin is the best, the fastest. And also the Buddha says so. The Buddha says the fastest. What I mean is, if we have not been in contact with the light and sound with God, of God within, no matter with what technique you use, if it has not brought you to that bridge of light, then you are still in doubt. Then you are not yet secured of God's salvation. All right? Yeah. But actually, it's sad. Not many people will listen to me. Not many people listen to Jesus. And not many listen to Buddha either. You see that? That's how we have world problem. But we must try. It's better than no one ever practiced. To have a few light on the street is better than no light at all.
To have a dim light on the highway is better than no light at all. Yeah? If no one ever practiced Kuan Yin method, no one at all in this world enlightened and become virtuous and have firm faith in God in order to infect others with the fervent faith, then the world become hell. At least it stay as it is now. It's still livable, bearable in some parts of the world. If then no one practiced, no one became like Ramakrishna, Yogananda, etc., and no one like their followers, then the world has long become hell. Hmm? So we're happy that it hasn't become hell. The Kuan Yin method will bring peace into your own mind. If it do not bring peace into the whole world, at least into your own, begin with us. Hmm? Begin with each of us. How does one protect oneself and their children from violent people? Violent people? Pray to God. Hmm? And pray to your living master. Whomever your living master is, put the children into his or her hands. Give them initiation. Give them holy teaching, virtuous way of living, and God will protect them. There's no better way. How much English questions? How many? 6 or 7. Oh, that's good. Có một vị họ hỏi là tu cái tập quán âm đó, tu pháp quán âm á, thì cái có ảnh hưởng gì tới cái đời cái cái hòa bình của thế giới đó. Cô nói rằng dầu cho không ảnh hưởng tới hòa bình của thế giới thì ít ra cũng ảnh hưởng tới hòa bình của chính mình. À, mình phải mỗi người phải tự bắt đầu từ trong mình mà ra. Hả? Tề gia trị quốc mới bình thiên hạ mà, phải không? Cho nên nếu mà mình nói rằng có một bà đó, bà nói bà ngồi thiền hoài mà không có được gì hết á, tôi nói có lẽ là ngồi những cái pháp thiền khác không có hợp với bà đó, cho nên bà vẫn còn hoài nghi đó, vẫn còn do dự, chưa có tìm được cái Phật tánh đó, thì nên có thể đổi cái món khác, đổi cái người thì khác. Rồi cô nói rằng nếu mà dầu cho mình thấy cái thế giới hôm nay nó không có hòa bình, nhưng mà ít ra nó cũng có chưa có biến thành địa ngục, hiểu không? Nếu mà không có một ít số người tu hành đó, như là những cái vị mà cô vừa kể đó, thì cái thế giới nó biến thành địa ngục lâu rồi. Ít ra cái thế giới lúc này nó cũng có một nửa địa ngục, nửa thiên đàng. Cũng có khi có khổ, có chỗ mình ở được, có chỗ hơi khó chịu, ít ra không phải hoàn toàn là địa ngục. Hả? Cũng như ở trong cái, cũng như ở ngoài cái gì đó, cái con đường lộ đó, có một cái ít ngọn đèn nhỏ nhỏ còn hơn là không có đèn, hiểu không? Còn hơn hoàn toàn đen tối vậy đó. Cho nên mình tu hành, mình đừng có nhìn tới người khác, đừng có nhìn thế giới, mình thắp ngọn đèn lên nè. Hả? Thắp nhỏ còn hơn không có thắp. When I sit to meditate for hours every morning, I come into the presence of peace. But when I run around in the world, I lose it. And I'm told, you must be awake when you go around, and I can't. Only when I sit. Should I then be a monk, or wait to be awake, awaken? It's up to you. It's up to you. You see, we could not have peace 24 hours, except you are in such a state like Buddha. But then you have peace, but then you don't have peace. You have peace in the upper level of your consciousness, and you do not have peace when you're dealing with people. But then, at that moment, even then, your peace on unpeacefulness is of impermanent nature. You are permanently peaceful in Nirvana, but when you are in the world, you must have the up and downs. And that's nature. And that's natural. Also, if you want to become a monk or nun, it's all right. Find out your own tendency. Yeah, it is also praiseworthy whomever forsake all the world for God's sake. That's very noble, and very few person can do that. I'm sorry to say. They are living God. We could not even forsake. There is a wife of Ramakrishna, yeah? They married, but just like friends. She say, people cannot even part with an old cup.
how could to forsake the world. So those who can forsake the world for God's sake are holy. So find out what you want to be and settle down with your own peace, yeah? Anyhow, if we meditate and we find peace, that is good result. That means you have succeed in your meditation. But then when you run around the world, you have a little bit of distraction and disturbance, and that's all right also. Don't let that disturb you. It's better than all day, even in meditation, you have no peace. Understand? It's just like we eat in the morning and we feel very full and satisfied. And afterward we work, we feel hungry again, but that's all right. Then go back and eat again. That's how you appreciate your food. That's how you appreciate your meditation. No problem. If you want to be in the world, then be in the world. Accept the both peace and turmoil. If you want to be a monk, then be a real monk. Dedicate to God and to the service of mankind. You see, if you are having an unselfish motive, wanting to be monk for God and for serving of other people, and that's praiseworthy. No one will condemn this kind of ideal. Because that's very unselfish motive, very noble idea. Có một cái vị họ hỏi là nếu mà ngồi cái lúc mà họ ngồi thiền đó, nó cảm thấy tâm hồn rất là thư thái, rồi cái đi ra ngoài đó, cái cảm thấy nó lòng vọng động trở lại, thì cô nói đâu có làm sao đâu. Cũng như mình ăn rồi mình đi ra làm việc, mình đói, đói rồi thì về ăn trở lại. Như vậy mình mới cảm thấy đồ ăn nó là giá trị. Cho nên cái lúc mình ngồi thiền mà mình cảm thấy tâm hồn thư thái như vậy là tốt, còn hơn là lúc ngồi thiền tâm hồn cũng không được thư thái. Cho nên cũng như mình ăn một chút rồi mình đi làm, thì mình ngồi thiền chút cho tâm hồn thư thái, rồi cả ngày mình có thể kêu bằng cope, có thể chịu được những cái sức thử thách của thế gian. Mà ông đó, ông nói ông muốn đi làm thầy tu có được không? Cô nói được chứ. Thầy tu rất là, cái lý tưởng rất là cao. Rất có ít người mà bỏ được tất cả thế gian mà không có lưu luyến, đặng mà sự phụng chúng sanh hoặc là sự phụng cái lý tưởng của trời Phật đó. Rất là, những người đó rất là cao đẹp. Rất ít người có như vậy. Đây có một người thầy ở Ấn Độ, họ nói người ta thường thường bỏ được cái, bỏ một cái ly cũ cũng bỏ không được nữa, còn nói gì bỏ tất cả thế giới. Cho nên những người nào bỏ được cả thế giới mà đi tu hành vì là sự phụng nhân loại đó, sự phụng đại chúng đó, là những người đó rất được chúng ta tán thán, rất được chúng ta cổ động đó và cung kính. Cho nên tự cổ chí kim ai cũng tôn trọng những người đi tu, phải không? Phải có cái lý tưởng cao đẹp như vậy. Mình làm không được, thấy nó làm được, mình phải tôn trọng chứ hả? What is the kingdom of God and how do I find it? Oh, I will show you. At the time of initiation, it's hard to speak of such glorious things, but I can show you. You see, the kingdom of God included peace, harmony, wisdom, power, compassion, love. You have the kingdom of God, you have everything that you ever or never ever desire for. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. When I was a lay person, I have a good husband, I have money, I have position, and all the Vietnamese refugees also loved me. Because I write poems, I write things, and I help them, do render service to them. About many thousands of people, yeah? 10,000s of people, not just a few. They all knew me. I was then enough satisfied, as far as worldly satisfaction goes. But now I became a monk. I mean, I became enlightened, monk and no monk, no problem. I mean, when you are enlightened, it's a lot of different things. You have thousands, millions of properties. You have all kind of visible, invisible properties. People force you with money. I have to refuse. I had to refuse the money which come unclean.
Also, I earn my own money. But even then, I could not imagine. Can you imagine I need a scarf and it costs 120,000 Taiwan NT? And they fight with each other to get it. And all that I didn't want. Understand? And before that, I worked 10 hours a day and I earn how much, you know? You know how much you can earn with 10 hours a day. Except you are in a great business. So all these things are God given to me in order to serve you. So that I can give you free initiation, free booklets, free advertisement, free air ticket to come here, etc. All this I did not desire. God forced me to have it. You understand? But I work very hard. I didn't expect that much money. I just give out, whoever give how much, it doesn't matter. But only my disciple can buy, not outside people. You cannot be uninitiated and buy my scarf even if you give millions of dollars. Understand that? So I make sure the money coming in is clean so that the service I render is pure. So all the benefit you get, however much, is all pure. It's all from God. It's all from the same belief. It's not tainted with disbelief, with criticism, understand? With unfaith attitude. Not that I discriminate, but psychologically people be affected by the source of information they get. Understand? Cô nói rằng, what is it, the question? Let me see. What is the kingdom of God and how can I find it? Cô nói, có người hỏi là thiên quốc ở trong mình là cái gì đó. Cô nói cái này cô nói không được. Nhưng mà cái lúc mà cô truyền tâm ấn đó thì quý vị có thể thấy được. Có thể thấy được. Và sau khi tìm được cái thiên đàng đó thì mình có cái gì mình cũng có hết. Cũng như hồi trước kia cô chưa có được khai ngộ, cô chưa tìm được cái thiên đàng đó. Thì nhiều khi cái cô tiện muốn đi cho người khác kiếm tiền không ra. Không, bây giờ cô làm thủ công đó, người ta tranh nhau mà lấy tiền, tranh nhau mà mua đó, để tiền rất là nhiều. Rồi cái nhờ cái tiền đó cô mới đi đây đi đó, mua vé máy bay này, in những cái đồ mà miễn phí đó cho người ta biết cái đạo đức và truyền tâm ấn cũng miễn phí này kìa đó. Đó đều là gác, đều là cái những đồ của Thiên Chúa mà cho, Phật trời cho hết. Chứ không phải cô muốn mà được. Nhiều khi không muốn họ đem đó họ bỏ trước cửa vậy đó. Mà hồi xưa làm tiền ít ít, không có đủ để mà sự phụng người khác. Bây giờ muốn cái gì có cái đấy. Cái lúc mình thành tâm dám lo muốn tìm về trời Phật đó, thì trời Phật ủng hộ cho mình. Okay, are you bored anyway? In any way? Not at all? Not after hearing I make so much money. But I work hard, you know. My scarf really costs that much. You know why? Because my time is very, very valuable. I have so little time. And however free time, I work with my hands to earn my living so that I do not make a burden on the society, even though I'm a monk. Yeah? Because I'm aware of my expense. Too much. I am buying ticket and printing books and all this. When your awakened eye sees the world, do you see that there is no difference between good and evil because it is all divine? Yes. Yes, but then if the tiger come, I will run away. There is a difference between my seeing and the tiger seeing. Understand? I know he is good, but he doesn't. Just like I know you are the Buddha, but you do not. Yeah? I know you are God, but you do not. That's why you have to know it yourself. I could not help you to know it. It doesn't help you that I know. That's a regrettable thing. Có một người hỏi là cái khi mà cô khai ngộ đó, có phải là cô thấy tất cả những điều tốt và điều xấu giống nhau hay là không? Không có người ác mà không có người thiện, không có cái gì ác mà không có người thiện, tất cả đều là đồng nhất thể không? Cô nói có, đúng như vậy, tất cả đều có Phật tánh. Nhưng mà nếu con cột nó đến thì cô phải chạy liền. Tại vì cô biết nó là Phật nhưng mà nó không biết nó là Phật.
Hiểu không? Cũng như cô biết quý vị là Phật, nhưng mà quý vị chưa biết quý vị là Phật. À, cho nên quý vị phải tự biết lấy mình. Cô không thể nào giúp quý vị khai ngộ được. Cô khai ngộ đối với quý vị không có quan trọng gì cả. Chỉ có trừ được quý vị muốn thì cô có thể giúp quý vị khai ngộ được mà thôi. Hiểu không? Please. How can I feel peace in the present when I remember my sins of the past? Oh, you see, you have to clean away the sin. You do that to repent, through repentance, sincere change of the way of life, or through a compassionate master who can help you to burn away all the past sins, the original sins, so that you may not be able to remember again. It won't bother you again. You feel clean like a baby. That's how we say in the Bible, except you are, you become a child again, you cannot enter the kingdom of God. We are burdened with guilt, so we cannot enter the kingdom of God. We cannot see God. So through the grace of an enlightened master, the sins, the guilt burden will be lifted away and burned out. Then we feel innocent. We feel good again. Even though we do know we had done something bad in the past, but we do not feel burdened with it. We forgive ourselves. We know God is merciful then. We do know it completely. We do feel it, not just hearing. That is the difference. So if you have repented very sincerely, then you feel the lifting. Or if you change your way of life, like last life, or maybe in the past you have done some bad deeds like taking drugs or cheating people or killing someone. Now pray to God, say, please forgive me. I know it was wrong. I never do it again. And that's enough. God will forgive you. But if that doesn't help you, then you must seek the compassion of a master who can help you to feel fresh and innocent again. All right? Có một người hỏi là làm sao mà mình cảm thấy được cái sự sung sướng trong lúc này nếu mà mình nghĩ rằng cái lúc trước á, mình làm những điều tội ác. Cô nói rằng mình phải thành tâm sám hối, cầu với Phật trời, nói là tôi biết những cái điều đó là làm lỗi, bây giờ từ này về sau tôi không phạm nữa, tôi làm những cái điều lành thay vì những điều ác, rồi trời Phật sẽ tha thứ cho mình liền. Nhưng mà nếu mà sám hối như vậy, mình cảm thấy rằng trời Phật chưa có tha thứ cho mình được, mình vẫn cảm thấy cái tội lỗi nó đè nặng cái tâm hồn của mình đó, thì mình phải kiếm một vị minh sư đó, họ có từ bi tâm, họ có cái lực lượng, họ có thể đem cái tội lỗi, cái sự mà cảm thấy tội lỗi của mình họ đốt đi, họ dùng cái sức từ bi, cái trí huệ của họ bỏ đi, tiêu hoại theo cái tội ác của mình đi, thì mình sẽ cảm thấy như là con nít, cảm thấy như là trẻ thơ, mình không cần cảm thấy tội lỗi nữa, như vậy thì sẽ tốt. Do you believe in the Christian God, Buddha, Jesus, the Tao, or do you simply believe in you? Are you God? Is God universal or personal or both? I cannot answer these questions. I am lost. I believe in Christian God, I believe in Buddha, I believe in the Tao, I believe in myself. Yes? Because I am also God, or at least a part of God. Yes? There is no doubt there is a God. God is both personal and impersonal. God is both with form and without form. He is without form. God is without form, but if God desire form, makes a form. If we want to see God in a kind of form, God will appear in a kind of form. It's in order to be tangible, so we may see God, right? Có một người hỏi rằng trời, cô có tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin đạo. Cái đạo đó kêu bằng tao, Lão Tử đó. Hoặc là cô tin cô, cô tin tự cô.
trời là một cái người có hình hay là vô hình, trời là như thế nào? Cô nói trời có hình mà cũng có vô hình. Nếu trời muốn có hình để cho mình thấy thì trời hiện ra một cái hình, hình dạng nào đó. Phật tánh của mình thường là vô hình, nhưng mà muốn cho mình thấy thì phải hiện ra như Phật Thích Ca, như Phật Quan Âm, như Phật A Di Đà cho mình thấy, hoặc là hiện ra một sự ánh sáng quang minh cho mình thấy, hoặc là hiện ra những cái âm thanh kỳ diệu để cho mình nghe, mình tâm hồn mình thanh thấy. Nếu không cứ cái gì cũng vô hình đó thì mình đâu biết, phải không? Mình là người, mình đâu có phải Phật đâu, cái gì cũng nó vô hình rồi mình sao mình tin được. Nhưng mà cô tin hết tất cả vô hình và hữu hình, và cô tin tự cô nữa, bởi vì cô cũng là Phật trời, cô cũng là từ Phật trời mà ra, ít nhất cũng là một bộ phận của Phật trời. What is exactly the method of immediate enlightenment? Oh, that is the invisible power within you, which will be opened, and then you get enlightened. It's not a method at all, actually. But if I say, what can I say if I don't say it is a method? Well, you can say it is an invisible method, which a master will open the invisible power, treasure within you, and leave you in peace forever, and liberation forever. It's not a method, it is a power. It is a God within you who accept to be awakened and come for an expert to help. Just like Jesus when he was on earth, even though he was a son of God, he had to go through different trainings and learn with different teachers, and even get baptized by John the Baptist. He said, let the law be done. Okay. So it isn't the water that cleans Jesus or baptized him. It is a God within him. Understand? That accept the awakening, that allow the awakening process to happen. Once you are willing to get initiation, that means the dormant God within you wants to be awake. Accept, allow the awakening. Understand that? It's you yourself who allow the awakening. I only trigger the process, yeah? I only light the light which is within the wood. Understand? Có một người hỏi là truyền tâm ấn là cái gì đó? Cái phương pháp mà truyền tâm ấn mà để mà đốn ngộ là cái gì? Cô nói cái này cũng không phải là một cái phương pháp nữa. Nhưng mà nếu cô không nói cái là cái phương pháp thì người thường họ đâu có hiểu. Mình thường thường mình nói không có cái gì cũng không có phương pháp, đâu có ai biết mà tới. Thì nó cũng tạm gọi là một cái phương pháp. Nhưng mà thật ra không phải là một cái phương pháp. Nếu muốn thì mình cũng kêu nói là một cái phương pháp vô hình. Nhưng mà thật ra là cái Phật tánh của mình ở trong đó, họ chấp nhận, cái Phật tánh của mình chấp nhận cái lúc này tôi muốn kêu bằng giác ngộ rồi, lúc này tôi muốn tỉnh dậy đặng mà tôi giúp đời, tôi giúp tôi. Thường thường thì cái Phật tánh ngủ, nhưng mà cái lúc mình chấp nhận cái truyền tâm ấn đó, tức là cái lúc Phật tánh của mình thức dậy rồi, kêu bằng chấp nhận cái sự thức dậy rồi, không muốn ngủ nữa, muốn dậy để cứu chúng sanh. Cái đó là mình tự cứu mình. Cho nên do nói Phật nói chúng sanh tự độ, chứ không có Phật không có độ chúng sanh. Phật hoặc là minh sư chỉ là một người bấm cái nút thôi, hiểu không? Điện nó đã có sẵn rồi. Cũng như mình làm cái gì, cái mát sở gì đó, quẹt đó, cái diêm nó có lửa trong, mình chỉ quẹt một cái nó có lửa, chứ nếu mà tôi quẹt cái này nó đâu có lửa đâu, phải không? Lửa nó đã có sẵn, cái người quẹt đó quẹt lên giúp cho nó cháy thôi, hiểu không? Ông thầy ông chỉ giúp mình cái vận đỡ cái ông Phật của mình dậy, rửa mặt cho ông, nói vậy đi thầy ơi, đi làm việc đi, ngủ hoài, ngủ mấy ngàn năm rồi, hiểu không? Như vậy đó. Thành không có cái phương pháp gì hết. Mình có Phật rồi còn cần cái phương pháp gì? Chứ ông Phật ông ngủ mà. Bây giờ có người lại biết cách đỡ ông dậy, lấy nước tạt cho ông, cái ông tỉnh dậy, vậy đó. Chứ mình ngủ mình sao mình tạt mình được, hiểu không? Thành ra phải có một người ngoài tạt nước cho mình sống vậy. Cái đó là kêu bằng minh sư. Minh sư được quyền tạt nước. I say just like when you are sleeping, you cannot wake up yourself. Somebody else who knows, you sleep too deep, you got a water
and throw into your face and then tell you, wake up, you're lazy. Wake up and help yourself and help people. Yeah? You sleep in there and then dreaming about people beating you. What for? Get up, get up. Yeah? That is the work of the Buddha or the Master. Yeah? Throw water on your face and tell your Buddha to get up. Tell the Christ within you to wake up, and you allow that to happen. Yeah? Or you can go back to sleep again. That's all right, too. Do animals on earth need to attain enlightenment also? What is their role here on the physical earth? What is their role? To beautify our earth. To make the earth a living place with all kinds of species, no? Species? Yes. If we only have people, then we are bored. Don't you know how people love dogs and cats, birds, tortoises? How they enlighten their life? How they amuse them in time of stress and sorrow and trouble? How they befriend them in time of loneliness? Yeah? Animals are beautiful. They are God in animal's form. But God manifests himself more, much in a human body, in a human brain, than in an animal's. That's all. Animals will get enlightenment in time, when they become human. Maybe in animals' life also. But this rarely happens. Why? Because God chooses to be less active in animals or plants or minerals' kingdom. Understand? It is just like fire or exists in all things, but in wood it is more prominent. Understand that? Yeah? So when we put wood together, it's easy to burn. When we put other things, it's not easy. Because the fire element in other things are so less than in wood. Capito? Yeah. Clear? Yeah. Có một người họ hỏi là những con vật á, nó có được khai ngộ không? Trời sinh ra những con vật để làm gì đó? Cô nói trời sinh những con vật để mà làm đẹp cho cái thế giới của mình, làm cho thế giới của mình nó rất là thoải mái. Tại vì có nhiều người thích con chó, con mèo, con chim, con chuột, con rùa vậy đó. Nhiều khi họ rất là cô đơn, không ai thương yêu họ, họ có những cái vấn đề khó giải. Họ ôm con chó, con mèo, họ cảm thấy rất là an ủi, phải không? Những con vật nó làm ích cho cuộc đời mình rất nhiều. Nói là nó sơ một vài con thôi, còn có rất nhiều con nữa. Nhưng mà những con vật nó ít có được khai ngộ, bởi vì trời Phật á, chọn con người làm cái đại diện cho trời Phật. Cho nên cái trong con người, cái trời tánh, cái Phật tánh nó nhiều hơn. Cũng như trong cái trong cái gỗ nó có nhiều cái chất hỏa hơn, chất lửa hơn. Mình đốt gỗ thì nó cháy lẹ, mình đốt những thứ khác nó không cháy. Tại vì cái chất hỏa nó có trong những cái vật khác, nhưng mà nó rất ít. Mà có những trong chất gỗ là nó có hỏa rất nhiều, hiểu không? Chứ mình đốt gỗ mau cháy, đốt những khác nó không cháy. Vậy đó. Trong con người nó cái tiềm tàng cái Phật tánh nhiều, cái thông minh, cái độ thông minh nó nhiều hơn, trí huệ nhiều hơn. Trong con vật nó ít. Tạo hóa an bài như vậy. Khi nào những con vật nó làm người thì nó sẽ được ban cho những cái trí huệ để mà thành Phật. Đó. Mỗi cái vật nó có một cái cách làm việc riêng, có một cái đời sống riêng, có một cái bổn phận riêng. So each one in the universe has different duties. Different duties. Animals have their duties. Therefore, we shouldn't eat them. If we love dogs, why not cow? Cow is even more lovable than dog. Yeah? And more useful to us even. Dog offers you what? Nothing. Just bellowing, barking, and wagging tails. But then you love him so, and you kill the cow to feed the dog. It is not very fair. So that's why we always emphasize love for animals. Peace begins on your breakfast table, not on conference, or not in conference room. I sense my potential. I want to succeed. I would like to be committed to something. How can I recognize my purpose?
How can I recognize my higher self? How can I stay on track and not get lost? Yes. I do not know about all the system. I do not want to comment. But when I have tried various systems and come to this system of Guan Yin method, meaning the method of the light and the sound of God, then I recognize that this system has a definite, marks on each level. So we can measure our progress. And once we are committed and initiated, we progress. And then we are so assured within, we never regress. Never go back to the same stage before. We know definitely there is something. We know there is good. We feel it, we see it, and we know it. Every day will become miraculous day. Every day we encounter miracle. Not that we hula hula, hop, hocus pocus, no. Miracles naturally happen to protect us, to love us, to show us security, to show us that heaven does care for humanity. Yes? Mm. Có một người hỏi làm sao mà tôi tu hành, làm sao tôi biết cái sự tiến bộ của tôi, đặc là không có bị thối bước đó. Cô nói rằng cô không muốn phê bình những cái hệ thống khác, nhưng mà cái hệ thống của cô biết là cái hệ thống Quan Âm đó, nó có những cái thứ bật rõ ràng. Khi mình tu thì mình tiến bộ, mình biết và mình cảm thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng, mình biết rõ ràng. Và mỗi ngày đều mình biết cái sự tiến bộ của mình, và mỗi ngày mình thấy trời Phật rõ ràng có giúp đỡ, rõ ràng có bảo hộ cho mình, rõ ràng có gia trì cho mình như vậy. Như là mỗi ngày đều có những cái sự khoan khoái, là mỗi ngày có những sự thật kỳ diệu xảy ra để cho mình biết rằng trời Phật rất là thương yêu mình. Như vậy mình không thể nào thối bước được hết. Nhờ những cái hệ thống khác thì cô không nói ha. What do you think about Lao Tzu's words? Those who know do not speak. Those who speak do not know. I guess what I'm asking is this: is truth the ultimate truth, if there is such a thing, describable? No, it's not describable. That's why I only invited you to come and didn't describe it. Therefore, what Lao Tzu meant was those who spend hours in discussion, God is that, and the other say, no, God is this. My religion is better, yours is worse, and things like that. These are the ones who are foreign to the substance, to the essence of God. You see, what I am speaking now is not discussing at all. It's all from the fact. Understand? And I offer the fact to you even. If you want to know, you can feel, you can know, you can see it. Not to discussing. Understand? On what the discussion all about is what all the things they don't know. Do not know what God is, what Tao is, they always argue. And that's what Lao Tzu means by those who know do not speak. It doesn't mean that those who go around preaching the truth, who already realize the truth within himself, that is not the case, yeah? They speak the truth then. Có người hỏi là, ông Lão Tử đó, ông nói người nào biết thì không nói, nói không biết đó. Cô nói là những người mà lãng phí thời giờ đó, ngồi cả hàng giờ mà để mà cãi lộn với nhau, đạo nào tốt, đạo nào xấu đó, ông trời là như thế nào, ông Phật là như thế nào, đạo của tôi tốt, đạo của ông xấu này kia kia nọ đó, những người đó không biết trời là gì, Phật là gì. Còn những người mà đã khai ngộ, đã biết được trời Phật ở trong mình á, những người đó họ đi truyền bá cái phương pháp đang làm cho mỗi người đều được tự biết lấy, cái đó không phải là một sự lý luận mà một cái sự chắc chắn, sự thật. Chẳng hạn như cô thấy được ánh sáng trời Phật, cô nghe được âm thanh trời Phật, thì quý vị muốn cũng cô cũng có thể đưa cho nghe được, cũng như cô có tiền đưa cho quý vị được, cô không có tiền cô làm sao đưa, hiểu không? Cái đó là một cái chứng minh cụ thể, chứ không phải ngồi đây mà cãi người này tốt người kia xấu. Do you see the world completing our universal God self soon, so we may leave all in peace? What? The end of the world or something? Did you understand already? No? Do you see the world completing our universal soul self soon? God self. God self soon, so we may all
live in peace. Yes, soon. If you all practice, and if you all live a virtuous life and in harmonious commitment together, not at this present moment when every nation are collecting power instead of love. We have more nuclear power than love. So it is hard to say. It's hard to say that it's completing the universal God self soon. I hope it's soon. I pray so. The rest of the question are in Vietnamese. Please. Có người hỏi là cô có nghĩ rằng á, thầy có nghĩ rằng cái vũ trụ này nó sắp tới cái thời kỳ mà đổi đó, nó hoàn mỹ, hoàn thành rồi, rồi mọi người đều sống trong hòa bình hay là không? Cô nói có thể nếu mà tất cả mọi người đều trở về đời sống đạo đức và biết trời Phật. Nhưng mà theo cái lúc này thì hình như không có, bởi vì mọi cái quốc gia đều gom góp mà những cái chiến tài liệu chiến tranh mà không có gom góp đạo đức, không có gom góp tình thương. Cho nên cô nghĩ rằng cái sự này mình có thể cầu nguyện, nhưng mà nó có khó, nó mà gần lắm, nó không, cái ngày này nó không có gần, hiểu không? Nếu mà tất cả mọi người đều gom góp chiến tranh, gom góp vũ khí, không có gom góp tình thương đó. Vietnamese come. I am running a one man show now. Hạ Ngương nay đã hết đời, xin giải nghĩa. Rồi tới Thượng Ngương. Nhưng mà quý vị phải tu hành cái Thượng Ngương nó mới đến. Nếu không thì Hạ Ngương dài dài, hiểu không? Hạ Ngương có nghĩa là cái thời mặt pháp, cái gì nó cũng không tốt hết. Nhưng mà nếu mình tu hành thì biến thành Thượng Ngương, tức là cái đời rất là tốt, đời Hoàng Kim, hiểu không? Thượng Pháp. Năm 82 tôi theo đạo vô vi của ông Lương Sĩ Hằng tu thiền. Lúc đầu tu thiền có mê thấy ánh sáng, càng ngày về sau không mê được và không còn thấy sáng trước mặt nữa. Giờ cô chỉ cho tôi cách tu tiếp tục, tôi tu trọn cuộc đời, cảm ơn. Hay, bây giờ anh chay trường lại tu với cô. Pháp hiệu của thầy là Thanh Hải Vô Lượng Sư hay là Vô Thượng Sư, vì trong đó bảo ghi hai tên khác nhau. Vì trong báo ghi hai tên khác nhau. Ủa, báo nào vậy? Vô Thượng Sĩ à? À, Vô Thượng Sư, Vô Thượng Sĩ gì cũng được hết, không sao đâu. Vậy hả? À, vậy hả? À, đúng rồi. Cũng như cái cuốn sách của cô viết là Đạo Phật biến thành Lạc Ma Giáo, rồi nó để biến thành Lạ Ma Giáo. Trời đất ơi, vậy mấy ông Lạ Ma ông chửi cô chết. Quý vị sửa giùm ha. Cái nghĩa là Lạc Ma đó, biết không? Đạo Lạc Ma mà, mình kêu mấy ông thầy Lạc Ma mà. À, thế cái Lạc Ma nó tưởng mình viết sai, nó sửa giùm chết người không? Lạc Ma nó để Lạ Ma Giáo mà viết chữ lớn nữa chứ. Ai 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 ai. I will talk to you one by one later, all right? Please be patient. Give the Vietnamese a chance, or otherwise they think I'm not patriotic. Patriotic? Yeah? Chắc là mấy người muốn nói vô thượng sĩ đó mà. À, tu theo, tại vì học trò nó tặng thầy là Phật mà. À, kêu là vô thượng sĩ đó. À, tu theo phương pháp của thầy như thế nào, xin chỉ dẫn rõ. Nếu tu theo phương pháp của thầy mà không thể ăn chay trường thiệt thì có chứng nghiệm không? Có chứng mà. Mình có một đồng mà mình muốn đòi mưa kim cương thì làm sao được? Hả? Cái nào nó có giá trị của nó, muốn thành Phật và muốn ăn chúng sanh thì sao độ nó? Độ hết chứ trong bụng rồi chúng sanh chết hết chứ khỏi độ, phải không? Vậy là tốt. Phương pháp rất là thuận tiện. Cái vận độ chúng sanh mà, đổ hết vô trong bụng. Tôi muốn làm người thường hoặc là muốn làm một vị thánh nhỏ thì ăn mặn được, muốn làm Phật là khác. Muốn tu hành chánh quả, muốn đạt tới quả vị cao nhất để mà độ mình độ sanh thì phải ăn chay.
phải hy sinh một chút cái khẩu vị cá nhân của mình, hy sinh đời sống sung sướng của mình. Mới làm thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ được. Từ phụ nào mà ăn chúng sanh? Có hiểu cái câu tứ sanh chi từ phụ không? Làm cha mẹ của bốn loài, làm thầy của thiên nhân, vậy sao ăn uống người ta được? Muốn làm thường thường thì được, làm con Phật được, làm những cái bằng mình giải thoát một mình thì được. Nhưng mà muốn làm Phật thì phải ăn chay. Cái pháp môn của cô là dạy người ta thành Phật, hiểu không? Tôn sư dạy môn thiền, vậy làm sao mà theo được nếu không có nơi để học ở Hoa Kỳ? Được chứ, chúc cô dạy cho. Vậy rồi mỗi ngày tự học lấy. Có việc gì thì viết thơ cho cô chỉ thêm. Cần gì phải đeo theo ông thầy chi? Ông thầy mà thiệt á, là ông vô sở bất tài, hiểu không? Lúc ở đâu ông cũng có hết. Mình ý tưởng là ông là ông giúp liền, khỏi cần phải đi theo cái râu, cái thân thể của ông. Cái nhục thể là cái một cái áo của ông mặc thôi. Ông biến hóa trăm ngàn vạn ức hóa thân như vậy đó. Mỗi một người học trò có một ông hóa thân thầy giúp đỡ, khỏi có lo cái vấn đề đó. Còn nếu mà không thấy ông hóa thân được thì mình viết thơ cho cái ông râu nhục thân. Thiền có cần phải tụng kinh niệm Phật không? Không cần, nhưng mà muốn niệm thì được. Và nếu phải thì có kinh gì? Kinh gì cũng được hết. Kinh gì mà cổ động mình tu hành là được hết. Và niệm như thế nào? Muốn niệm sao niệm chứ? Đâu có cách gì đặc biệt đâu. Mà còn theo mấy ông thầy niệm á, Nam Mô Đại Từ Đại Bi vậy đó, đại khái vậy đó. Cô niệm không có hay, đừng có hỏi cô. Tôn sư có sách dạy thiền không? Về chúng tôi muốn thiền tại gia, chút nữa cô dạy. Cái này không có viết ra được, viết ra mất linh. Viết nhỏ nhỏ, cái những phương pháp nhỏ là được. Cái này phải dùng tâm truyền tâm. Viết rồi đem về nhà tầm 7, tầm 3, không được á. Thiền tầm 7 cái thiền ma. Thiền có phải tu luyện để thanh lọc về thân tâm và trí? Phải. Kính thưa cô, ông bà nội của con chết rất lâu nhưng con vẫn còn nằm mộng thấy họ về chỉ bảo cho con nhiều việc như tìm thầy trị bệnh, kiếm việc làm ăn. Vậy con phải làm sao để độ cho ông bà của con? Ông bà của cô độ cô độ ai? Ông bà của cô độ rồi nè. Vậy con phải làm sao để độ cho ông bà con? Còn một việc nữa là con đang ăn chay vì con khẩn nguyện để tìm về với Phật. Nhưng thỉnh thoảng con cảm thấy là con rất gần như rất là xa. Vậy xin giúp con phải làm sao? Tiếp tục ăn chay. Nếu muốn độ ông bà thoát ly vĩnh viễn thì đi tu cái pháp của cô. Tu cái pháp này kiểu cửu quyền thất tổ, siêu thân hết. Thưa thầy, làm thế nào để kiếp để biết mình có Phật tánh? Phải lại truyền tâm ấn. Chú Đại Bi và Vãng Sanh quyết định cho ngôn 100 câu A Di Đà Phật. Vậy được, vậy cũng tốt, rất tốt, rất tốt. Tụng cái kinh gì mà cảm thấy mình gần gũi trời Phật á, cảm thấy mình tâm hồn mình thơ thấy thì mình tụng. Kinh nào cũng tốt hết, kinh nào cũng của Phật nói ra, hiểu không? Không cần phải nói cái nào tốt, cái nào xấu. Kinh nào mình hiểu được, mình cảm thấy giúp lợi cho tinh thần của mình á, thì mình tụng, đó là cái kinh tốt cho mình. Chứ không ai có quyền kêu mình nói cái kinh này tốt, kinh này không tốt hết. Thì mỗi người có một cái sức hiểu biết và một cái sự cần thiết khác nhau, hiểu không? Tu tập theo phương pháp Quán Âm có phải là phương pháp nhĩ căn viên thông? Đúng. Đúng, trong Pháp hội Lăng Nghiêm hay là phương pháp riêng mà sư cô được Ngài Quán Âm Đại Sĩ mặc khải trong những cơn thiền định sâu hay trong hình ảnh? Cũng có dạy trong thiền định và đúng là cái pháp của Ngài Quán Âm dạy đó. Ngài Quán Âm có dạy Ngài, mà đúng là cái pháp mà trong hội Lăng Nghiêm có nói. Cái pháp này pháp rất cổ điển. Đúng rồi, cái pháp đó, nhĩ căn viễn thông. English, you don't want to read for me, please read. You must read. I cannot. I have no voice. I have to initiate later 3-4 hours more. And then even in the Vietnamese. Làm thế nào để tránh tình trạng lạc thiền trong khi thiền định? Có phải khi thiền là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma như trong kinh đã nói không? Gặp mới giết được chứ chưa chắc gặp mà đâu giết. Ma mà thấy cũng không nổi nữa, còn đâu giết. Nếu mình muốn khỏi lạc thiền á, thì khi nào mình gặp Phật gặp ma gì đó, mình đừng có cảm thấy vui hoặc là mừng hoặc là sợ. Cứ một lòng niệm Phật, hoặc là mình cứ một lòng
chú ý tới cái phương pháp của mình, ha, vậy thì khỏi bị lạc, thấy không? Và trong cái lúc mình thiền hoặc là ngoài cái lúc thiền, cái tâm thân khẩu ý của mình phải thanh tịnh, ăn chay được càng nhiều càng tốt, ha, làm lành, lánh dữ, việc lành thì làm ngay, việc dữ thì tránh liền, à, và cái tâm trí mình lúc nào cũng tưởng nhớ tới trời Phật và những đấng tối cao, Phật trong mười phương. Đừng có nghĩ danh lợi, đừng có nghĩ tôi tu rằng tôi có thần thông, đừng có nghĩ tôi tu rằng tôi giàu có. Những cái quan niệm đó phải sẽ mời ma quỷ lại, hiểu không? Nếu mình quan niệm mình chân chánh, ma quỷ nó sợ, nó chạy mất tiêu rồi, đâu có lại đợi mình giết nó. Thấy Phật thấy ma cũng đừng có sợ, niệm Phật coi niệm Phật gì. Tại vì mình không có cái thầy chỉ dạy, mình không có biết cái nào là thiệt, cái nào là giả, cho nên tốt hơn đừng có để ý. Hả? Nhưng mà tu pháp môn, cô có cho biết cái nào là thiệt, cái nào là giả. Mình không tu Quan Âm thì đừng có nghĩ tới chuyện nào thật, chuyện nào giả, thì không có vấn đề gì. Hả? Nhưng mà nếu gặp Phật thiệt thì tâm hồn mình khoan khoái lắm. Cái dáng vị của những vị đó rất là từ bi, bác ấy. Anh gặp ma thì nó khác, nó dữ dằn, nó bắt mình làm tầm bậy tầm bạ, ăn thịt uống rượu đó mình biết ma. Làm cách nào để tự hiểu mình và biết tha thứ những người làm đau khổ cho mình. Cái lý tưởng này rất tốt, ráng cầu Phật trời giúp cho mình đạt được cái trình độ này. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người họ rất là vô lý ha, họ làm khổ mình không có lý do, thì mình cũng phải tìm cách mà làm cho họ tỉnh thức một chút, chứ không phải lúc nào cũng cúi đầu chấp nhận, thấy không? Mình thương họ nhưng mà cũng phải chỉ bảo cho họ, phải làm nghiêm, một cách nghiêm nhặt cho họ biết rằng anh làm, chị làm những cái này không phải, hiểu không? Chứ không phải lúc nào cũng cúi đầu như vậy, mình hại người và hại mình. Tùy theo cái trường hợp mà xử, mình rất là thương người, mình rất là hòa hoãn, nhưng mà mình cũng phải biết cách nghiêm nghị để người ta tôn trọng mình nhé. Nếu mình cứ cúi đầu hoài giống như cái thảm người ta cứ đạp lên, hiểu không? Không phải từ bi là ngu xuẩn đâu, từ bi phải có trí huệ. Làm cách nào để tu trong bận rộn, mình rảnh lúc nào tu lúc đó. Lúc mình làm việc thì mình niệm Phật. Nếu không ăn chơi trường, có khi vãng sanh được việc cực lạc không? Có được, hạ bẩm phẩm hạ sanh. Nhưng mà khi nào mình gặp có lòng tin rất là chín chắn, có thể được. Hoặc là khi nào gặp một vị tu hành rất là đắc đạo, đứng đắn á, mình tin tưởng họ, cái vị đó, Phật sống đó, mình cầu cứu với họ. Để khi họ mình chết á, thì vị Phật đó lại cứu mình mới được. Chứ ăn mặn không có khó vãng sanh lắm, hiểu không? Vì cái nghiệp nó nặng, nó la mình, nó đè mình xuống, kéo mình xuống. Nhưng mà nếu có vị Phật sống, mình tin tưởng họ, mình kêu cứu thì được. Long Hoa Hội chừng nào khai, Di Lạc Phật chừng nào tái sanh và ở đâu? Ui giờ, cái này lâu lắm rồi. Thế giới không có ổn định mà ngày không có xuống đâu. Chỉ trừ khi nào người mình tu hành hết, biến thành người tốt hết, ăn chay niệm Phật hết, thì Phật mới xuống. À, xuống vậy mình không được cứng đầu chết. À, xuống mà mình không chừng mình bắt mình đem mình nhốt hại hãm hại. Thế giới này nguy hiểm lắm, ít có Phật xuống lắm, không Phật nào dám. Quý vị không tin đi lên định hỏi coi có ông nào xuống dám xuống không? Lâu lâu mới xuống ông. Sợ mà xuống giúp không có được gì, còn thêm nghiệp chướng, còn bị nó hãm hại. Việc tận thế như vậy, xin thầy cho biết thêm chi tiết liên quan với vấn đề này. Xin cô có thể kể cho nghe những khó khăn đã trải qua trong quá khứ và những hiệu nghiệm gì đã nhận nhận biết khi tu hành. Tận thế à? Lúc mình chết đó là tận thế, biết không? Thế giới còn tồn tại, mình chết rồi đâu có ăn nhậu gì tới mình nữa, cái đó kêu tận thế. Cho nên mình phải lo cái ngày tận thế của mình, đừng có ngon lo cho cái ngày tận thế của thế giới. Thế giới còn tồn tại mà mình chết rồi là tận thế rồi đó, tận rồi. Phải không? Có phải không? Mỗi người cũng cứ lo tận thế, thế giới biết mình sống dai tới mức đó không? Mai mai mình chết rồi là tận thế của mình rồi. Thế giới của mình là tận rồi. Cái lúc mà khó khăn, những cái khó khăn và hiệu nghiệm hả? Cái này nhiều quá kể không hết. Nhất là hôm nay cô hơi mệt. Thì thôi để hôm khác hả? Hoặc là những cái lúc mà thơ, những cái sách của cô dịch ra đó,
thì quý vị cũng sẽ coi thấy được một ít cái đời sống và những cái lúc mà cô tu hành gặp khó khăn hoặc là những cái kinh nghiệm gì. Đó. Thưa cô, các súc vật có như chó, mèo có Phật tánh không? Có chứ, nhưng mà nó không biết nó có vậy thôi. Nhưng cọp á, cô nói rồi, cọp á. Giống cọp phải biết con chó à, giống à, giống. Nãy đó cô tính là dịch mấy cái tiếng Việt, cái câu hỏi Việt Nam qua tiếng Anh cho mấy người nghe đó. Mà cô tự nhiên mệt quá, không có còn cái hơi đó để dành một chút còn phải truyền pháp. Cho nên xin quý vị tha thứ cho cô. Tối nay cô có thì giờ có thể đến cái chỗ mà cô ở đó. Cái cô nằm cô nghỉ ngơi một hồi rồi đó, cái khỏe rồi, cái bà con mình hàn huyên tâm sự thêm. Nói tiếng Việt Nam cho nó đã ghiền ha. Đây mình dạ. Dạ biết chỗ nào thì đi ra hỏi cái địa đồ đó bác. Là người nào không có xe thì người nào có xe thì chở người không có xe. Người nào bây giờ muốn học cái pháp của cô, muốn truyền tâm ấn mà nghĩ rằng trọn đời ăn chay được đó, hy sinh được cái khẩu vị của mình để cứu độ mình và cứu độ bà con và chúng sanh á, thì đi ra ngoài kia mình ghi tên đó. Ghi tên không phải để theo cô bằng làm học trò hoặc là làm đồ đệ của cô, ghi tên để mai mốt mình có tài liệu gì để mình gửi tiếp đặng tiếp tục học thêm, chứ không phải truyền ấn không rồi bỏ đó đâu có được, phải không? Quý vị nào muốn truyền tâm ấn thì đi ra ngoài kia ghi tên và hỏi thăm tài liệu. Nếu không muốn có thể ngồi nghỉ ngơi. Thường thường cô có thể trả lời thêm, nhưng mà hôm nay cô mệt quá thôi, cô xin cứu một chút. Cô xin cứu một chút. Quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Santa Cruz, California, Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 10 năm 1989. Bài thuyết giảng với chủ đề Tìm Thượng Đế Bên Trong. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.